lá thăm đầy may rủi đưa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út nằm cùng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước khi dẫn dắt tuyển Ả Rập Xê Út ở vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Herve Renard từng có quãng thời gian làm việc tại Việt Nam. Ả Rập Xê Út giành quyền vào vòng loại cuối cùng với vị trí nhất bảng D, đối thủ của đội tuyển Việt Nam từng 5 lần lọt vào vòng chung kết World Cup. Vì thế, họ được đánh giá là một trong những đại diện cạnh tranh cho suất đi tiếp. Việc sắp chạm trán với Việt Nam được xem là cơ duyên thú vị của huấn luyện viên trưởng phía Saudi Ả Rập. Trước đó, vào năm 2004, ông Herve Renard từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt Sông Đà Nam Định, nay là câu lạc bộ Nam Định. Tuy nhiên, ông nhanh chóng bị sa thải ngay trước thềm mùa giải V-League 2004. Nguyên nhân được đưa ra là huấn luyện viên Herve Renard không hòa nhập được với môi trường và không có tiếng nói chung với câu lạc bộ Nam Định. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhà cầm quân người Pháp gạch tên hai trụ cột là đội trưởng Văn Sĩ và đội phó Trung Kiên là lý do chính khiến ông phải rời chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Sau khi rời Việt Nam, huấn luyện viên Herve Renard đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp như hai lần vô địch châu Phi cùng với Zambia và bờ biển Nga năm 2012-2015. Tiếp đến, ông còn giúp đội tuyển Morocco giành tấm vé dự World Cup 2018. Chia sẻ với truyền thông về kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ả Rập Xê Út cho biết: "Hai bảng đấu rất khó khăn, nhưng đây là thước đo để đi đến World Cup 2022. Chúng tôi phải sẵn sàng, quyết tâm với động lực rất cao. Chúc tất cả những điều tốt nhất cho mọi đội bóng." Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng trận đối đầu với Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9 trên sân khách. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2021, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở về sân vận động Mỹ Đình để đón tiếp đối thủ.